Con sẽ bước lên bàn thờ vì trình Chúa làm tuổi xuân ca khúc hân hoan. Con sẽ bước lên bàn thành tế lễ mình làm của lễ hy sinh. Con sẽ bước lên bàn thờ vì trình Chúa làm tuổi xuân ca khúc hân hoan. Con sẽ bước lên bàn thành tế lễ mình làm của lễ hy sinh.